hiện nay sản phẩm kem Lisa Pie đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp loại bỏ các sắc tố đen nám, tàn nhang giúp da trở nên tươi sáng và trắng hồng vô cùng hiệu quả. Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng kem dưỡng Lisa Pie. Đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem dưỡng Lisa Pie, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất. Ở sản phẩm này khả năng loại bỏ các sắc tố đen nám, tàn nhang giúp da trở nên tươi sáng và trắng hồng mịn màng. Đồng thời, em này còn có khả năng cấp ẩm cho da phục hồi độ ẩm và ngăn không cho da bị khô bởi các yếu tố bên ngoài. Thật ra, phụ nữ chúng mình mà có da đẹp trắng hồng thì ra đường cũng tự tin hẳn lên phải không nè. Ngoài ra, nhiều khách hàng khác, sau một thời gian trải nghiệm sử dụng kem dưỡng Lisa Pai này, thì cảm thấy thích nhất ở tính năng là ngăn ngừa các vết thâm ở mặt và vùng cổ, phục hồi da nhanh chóng, đồng thời loại bỏ những vết đốm tàn nhang nằm sâu trong da, mang đến làn da một sức sống mới. Và điểm nổi bật của em này là hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, tăng quá trình sản sinh collagen, giúp giảm nhăn da và giảm mụn vô cùng hiệu quả. Vì thế mà sản phẩm luôn nhận được sự hài lòng tuyệt đối từ người sử dụng đấy nhé. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng kem dưỡng Lisa Pai này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua kem dưỡng LisaPie về dùng để cải thiện làn da của mình hơn nhé. Kem dưỡng LisaPie hiệu quả tốt, nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem dưỡng pi hàng chính hãng, Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.